Trong guồng quay cuộc sống bận rộn hiện nay, nhiều người phải đối mặt với rất nhiều áp lực, khiến cho họ khó lòng duy trì sự cân bằng và thường bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo về sức khỏe của mình. Mặt trời tắt giữa trưa là cụm từ để chỉ những người luôn lơ là sức khỏe của bản thân và đến khi gặp biến cố, họ phải tạm gác lại ước mơ của mình, đôi khi còn trở thành gánh nặng của gia đình. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất, bởi lẽ khi cơ thể bị ghì chặt trước ốm đau, bệnh tật, những mục tiêu không thể hoàn thành và các dự định sẽ trở nên dang dở. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng của mình sản phẩm có chất lượng tốt nhất để chăm sóc sức khỏe của bản thân, vì chăm sóc sức khỏe đúng cách chính là khoản đầu tư chắc chắn nhất. Trong những cái ngày đầu mà phát triển một cái sản phẩm như vậy, mình thấy là rất khó khăn, bởi vì như thế này này, mình cứ nghĩ rằng cái sản phẩm sâm là quý, ai cũng biết. Nhưng trên thực tế khi mà mình ra ngoài mình nói sâm Canada thì ở cái thời điểm năm 2020 không ai biết đến sâm Canada cả. Gần như là đi 100 người thì cả 100 người không ai biết đến sâm Canada. Nếu vậy thì làm sao mà chia sẻ, làm sao bán được? Thì cái giai đoạn đầu là anh đã phải nấu những cái sâm đó, rồi anh đóng lại những cái chai 200 mấy chục ml là đóng vào xong mang đi tặng vào buổi sáng cho các khu cô chú tầm dưỡng sinh trên công viên Tầm Vu, rồi trên dọc kênh Nhiêu Lộc, rồi công viên ở Vinhome cùng với khoảng 4-5 bạn sinh viên. Mình nấu đi tặng miễn phí để mọi người biết dần đến sâm. Thì đó là những cái giai đoạn đầu mà nhiều khi cả một năm á, là quá trình bán sâm gần một năm trời á, thì chỉ tìm được khoảng mười mấy hai chục đại lý thôi. Do đó là bán doanh số cũng không được bao nhiêu. Do đó là cái giai đoạn đầu mà để mọi người biết đến một sản phẩm thì đó là cái giai đoạn cực kỳ khó khăn. Không dễ giống như mình nghĩ. Cái thành công mà đầu tiên á, nó lại là một cái, nói thành công thì chưa đúng, nó là một cái may mắn. Cái may mắn là một trong những đại lý của anh, thế thì họ mới chia sẻ, em không thể bán được nhiều cho anh, nhưng ở trong này có rất nhiều người có thể bán được nhiều cho anh. Và bạn đó đã giới thiệu anh đến Poppy bây giờ. Và chính cái điều đó mở ra cho anh một cái cơ hội. Và đây chính là những cái bước chân đầu tiên mà có thể làm cho người dân Việt Nam biết đến nhân sâm Canada. Thì chính nhờ các anh chị đại lý, các anh chị đối tác của Poppy trong khoảng hơn 2 năm vừa qua là đã làm cho rất rất nhiều người dân Việt Nam từ Cà Mau cho đến Lạng Sơn, rồi từ Gia Lai Kon Tum cho đến Khánh Hòa, là mọi miền của Tổ quốc đều có thể biết đến nhân sâm. Thì phải nói là đây là cái việc mà nhờ các anh chị đối tác. Và khi đó thì anh thấy là Poppy chính là nơi anh cần, bởi vì sản phẩm của anh là sản phẩm cần phải tư vấn. Thì đây chính là những nơi mà đã tập hợp mọi người cần việc làm, họ cần thì khi mà chia sẻ cái sản phẩm đến với họ thì đây chính là nơi mà mình có thể giúp mình lan tỏa cái sản phẩm tốt nó đến với mọi người. Phương châm của kinh doanh của anh á là tất cả phải đứng trên được quyền lợi của khách hàng, đứng trên quyền lợi của mình. Mình phải biết đặt cái quyền lợi của người tiêu dùng lên trên quyền lợi của mình thì mình mới có thể bền vững. Và nếu mà mình làm được điều đó thì chắc chắn một điều là chất lượng của sản phẩm của mình là luôn luôn phải được duy trì, và chất lượng dịch vụ của mình là cũng phải duy trì để đảm bảo đáp ứng được cái tiêu chí của anh là quyền lợi của người tiêu dùng được đặt lên hàng đầu. Và cái này thì anh thấy có một điều nó rất trùng khớp với cái tư tưởng của Poppy. Poppy là một môi trường rất nhân văn, trong đó là cái việc mà phải trải nghiệm sản phẩm sau đó mới giới thiệu, thấy tốt mới giới thiệu cho mọi người dùng. Thì đó chính là cái tiêu chí mà nó khớp với cái con đường anh chọn. Do đó là chính vì vậy mà anh rất yêu các bạn Poppy và anh luôn đồng hành cùng các bạn. Nhà tài trợ độc quyền 90 ngày tốc chiến, sâm Bắc Mỹ CND, bí quyết nâng tầm sức khỏe cho cuộc sống thăng hoa.